Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Wildlist IDO đến từ dự án Herotini ở trên nền tảng Kickstarter. Trước khi đến với video hướng dẫn thì mình xin thông báo cho các bạn một chút. Hiện tại thì ở trên BSC Station thì cũng đang có một số vòng IDO sẽ mở bán IDO của dự án Herotini. Thì có một cái round cộng đồng thì mình có share cho anh em ở trên cái channel Telegram Europe CCA Channel, thì anh em có thể vào đây để chúng ta cập nhật. Thì đây là cái vòng cộng đồng kèo này, thì vòng này thì chúng ta sẽ không cần hold coin, không cần stake coin, và chúng ta sẽ có cái cơ hội, nếu mà các bạn trúng thì sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ có lãi, và nếu chúng ta không trúng thì các bạn cũng sẽ không mất gì. Thì cái vòng này là cái vòng ít rủi ro nhất nên là mình share vào đây cho anh em. Thì anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể vào đây để chúng ta join vào và tham gia. Thì tham gia thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấn vào đường link, sau đó nó sẽ chuyển hướng cho chúng ta sang cái giao diện như thế này. Thì các bạn sẽ hoàn thành các cái thông tin ở đây và chúng ta đợi kết quả là xong. Đấy, còn những cái round, có một số round ấy thì nó sẽ bắt chúng ta là cần phải stake này lên tới là 15.000 cái đồng token BSCS. Đấy, thì cái này thì đối với những anh em vốn ít ấy, thì chúng ta sẽ không đủ điều kiện để làm các cái dự án, không đủ điều kiện để stake các cái đồng coin như này để các bạn tham gia được IDO. Thì có một cái vòng public, một cái vòng cộng đồng đó cho anh em tham gia. Ok, rồi tiếp theo là đến với kèo hôm nay mà mình giới thiệu đến anh em, đó là kèo sẽ được mở bán IDO ở trên Kickstarter. Thì kèo này thì cũng anh em cũng sẽ cần phải hold Kai và đi Kai nhé. Ok, sau khi các bạn nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào một trong các cái tài khoản mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay là Discord. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhập vào quốc gia. Ở phần quốc gia này thì các bạn lướt xuống phía dưới cùng và các bạn chọn vào cho mình phần Việt Nam. Sau đó các bạn điền thông tin ngày sinh, rồi là ID Telegram, và chúng ta nhấn vào cái phần Notify và nhấn vào cái phần Continue ở đây. Ok, hiện tại cái form glim.io của mình lại bị lỗi rồi. Thì mình sẽ thử mở cái tab Google ra nhé. Ok, thì sau khi chúng ta nhấn vào Continue rồi thì các bạn sẽ thấy nó hiện ra các cái nhiệm vụ ở đây để chúng ta có thể tham gia. Thì các bạn lưu ý là kèo Wildlist này thì nó sẽ kết thúc đóng vào khoảng 5 ngày nữa, vào khoảng 6 giờ ngày 27 tháng 11 thì nó sẽ đóng Wildlist. Ok, thì với điều kiện kèo này thì anh em sẽ cần phải hold đó là 5.000 Kai nha anh em. Đó, kèo này thì hôm trước thì các cái kèo IDO ở trên Kickstarter ấy thì yêu cầu chúng ta chỉ cần phải hold 2.000 Kai thôi. Còn những cái kèo sau này thì chúng ta sẽ cần phải hold lên là 5.000 Kai. Nên là kèo này mà những anh em nào mà chúng ta không đủ vốn ấy thì các bạn có thể bỏ qua. Bởi vì 5.000 Kai, hiện tại Kai là cái đồng token phải nói là rẻ nhất trong các cái dự án IDO, thì mình thấy cái đồng Kai này 5.000 Kai là cái giá trị nhỏ nhất. Còn nữa, đa số các cái bên như là Launcher Zone hay là BS Station thì đều bắt chúng ta hold rất là nhiều và stake rất là nhiều. Đấy, còn cái bên Kai này thì chúng ta chỉ cần hold ít thôi, và cái Kai hiện tại thì giá của nó cũng đang ổn định, nên là nếu anh em mà xác định chơi IDO dài ở trên Kickstarter thì chúng ta nên hold. Thì đây mình sẽ hướng dẫn anh em qua một cái số nhiệm vụ các cái nhiệm vụ follow rồi là join vào cách kênh Telegram Channel, thì các nhiệm vụ này anh em tự làm nhé. Đấy, bởi vì các cái nhiệm vụ này nó cũng đơn giản, và nếu những bạn nào mà đã theo mình các cái kèo trước thì chúng ta có lẽ là những cái trang mạng xã hội bên kia thì chúng ta đã follow hết rồi. Đấy, bởi vì những cái kèo hôm trước chúng ta làm đa số thì nó cũng sẽ yêu cầu chúng ta là follow các cái trang mạng xã hội của dự án. Ok, dạo này thì trang glim.io nó bắt chúng ta xác nhận mã captcha khá là nhiều. Rồi, thì chúng mình sẽ retweet này. Đấy, các cái nhiệm vụ này thì anh em có thể vào làm nhanh. Herotini cũng đã follow rồi. Ok, thả team này, nhấn vào phần retweet này. Rồi, nó yêu cầu chúng ta là xem qua 10 giây. Ok. Bước tiếp theo là các bạn sẽ download cái ứng dụng Kai Wallet. Thì đây chúng ta nếu đã có ví Kai rồi thì các bạn chỉ cần click vào, sau đó chúng ta quay lại nhấn Continue là được.
Đấy, còn bạn nào chưa có ví Kai thì chúng ta cần phải có ví Kai thì mới có thể tham gia được ở trên Kai Starter nhé. Thì mình có một chuỗi video hướng dẫn mua Kai ở trên Honest chuyển qua ví Kai và một cái video hướng dẫn tạo ví Kai. Thì anh em có thể xem lại các cái video hôm trước. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình cái số Kai của bạn. Đây, cái nhiệm vụ screenshot này là chúng ta sẽ chụp ảnh số lượng Kai. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải có 5.000 Kai ở trong ví nha anh em. 5.000 Kai, ở đây nó sẽ hỏi là bạn có hold 5.000 Kai ở trong ví hay không. Thì đây các bạn có thì chúng ta nhấn Yes này. Còn nếu không thì chúng ta bỏ qua kèo này. Ok, rồi tiếp theo là nó sẽ yêu cầu, nó hỏi là số lượng chính xác số Kai của bạn ở trong ví là bao nhiêu. Thì các bạn sẽ nhập số lượng vào. Và cuối cùng là sẽ chụp cái số dư đi Kai của các bạn. Đấy, kèo này thì nó chỉ yêu cầu là hold 5.000 Kai thôi, còn không yêu cầu hold cái đồng đi Kai. Ok, nên là đi Kai thì anh em có cũng được, không có cũng được. Và không chỉ không phải hold là anh em sẽ chắc chắn trúng đâu nhá, mà hold thì chúng ta sẽ được có điều đủ điều kiện để tham gia vào cái danh sách whitelist thôi, còn không phải cứ hold là anh em đã win rồi. Đấy, nên là anh em chú ý cho mình. Và ở cái phần điền địa chỉ ví KRC20 ấy, thì anh em sẽ lấy cái địa chỉ ví KRC20 của bạn ở trên cái ví Kai. Đấy, thì chúng ta có thể xem lại một số cái video hôm trước mình hướng dẫn. Thì các bạn đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái ví Kai Wallet, sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái phần nhận ở đây thì nó sẽ hiển thị lên cái địa chỉ ví Kai cho chúng ta. Thì các cái kèo trước này chúng ta chỉ cần, nó yêu cầu chúng ta là hold 2.000 Kai và 220 đi Kai thôi. Đó, nhưng mà hiện tại thì cái số lượng Kai holder nó đã bắt phải tăng lên, tăng cái độ khó cho whitelist, thì cũng sẽ giảm bớt đi được cái số lượng người tham gia và cũng sẽ tăng được cái tỷ lệ chiến thắng cho chúng ta khi mà các bạn tham gia vào cái danh sách whitelist. Còn đối với cái dự án này thì khi mà các bạn tham gia vào thì chúng ta sẽ có thể mua được tối đa là 50 đô. Và cái cơ hội để x10, x20 cái tài khoản của chúng ta là rất là dễ. Ok, với cái dự án này mình đánh giá là như vậy. Và hiện tại thì cái dự án Herotini cũng đã có một số cái bounty, thì anh em có thể vào đây tham gia. Đã có, hiện tại thì đã có 3 round, hiện tại bây giờ nó đang ở trong cái giai đoạn round cuối này, thì anh em có thể tham gia và chúng ta sẽ claim được cái tỷ lệ thắng nó rất là cao nhé. Thì anh em nào chưa tham gia thì các bạn có thể nhấn vào cái đường link phía dưới để chúng ta tiến hành tham gia. Ok, và video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.